Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món bao tử cá ba sa nướng tỏi ớt. Ở đây mình đã rửa bao tử cá rồi này. Rửa qua với muối ướp khoảng 10 phút để cho nó sạch. Tiếp theo là có là ớt này, gừng này, tỏi này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Ướp, sau đó cho lên bếp nướng. Món này nó cũng đơn giản thôi. Bao tử cá ba sa ăn rất là giòn đấy. Ít muối, hạt tiêu, hạt lêm. Mọi người nhìn này, bao tử cá trông rất là ngon. Tuyệt vời luôn đấy. Ok, vậy đã xong nhá. Giờ ta ngâm khoảng 10 phút. Xin giới thiệu với tất cả mọi người nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bao tử cá ba sa nướng. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem hương vị thế nào. Lúc ấy thì được nâng bát cá sống, bây giờ nướng đi nó ngót có thế này. Đảm bảo là không bốc cụm miếng nào đâu nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem thế nào. Bỏ mẹ, mặn quá. Này còn thiếu mì chính nữa chứ. Hoặc là cho thêm ít đường nó mới ngọt. Món này coi như là thất bại. Các bác làm sau chú ý thì Các bác làm sau chú ý thì nếu mà làm theo tôi thì cho thêm ít đường mà. Thiếu chút dầu ăn cho mềm, vì cái này nó thiếu độ ngọt, ăn không được ngon cho lắm. Ngon, mất công này nướng nữa thì phải ăn cho bằng hết. Món này lại còn sống nữa chứ. Món ăn này coi như là thất bại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.